Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trọng tài viên lưu ý là một trong hai đội đầu đã ở ngoài khu vực này. Trận đấu số 1. Chúng ta là hai đôi là đối thủ. Có một phần thưởng đặc biệt của anh Đào Văn Hiếu ở bên ngành Từ Sơn thưởng nóng cho hai đôi thi đấu rất nhiệt tình, mỗi đôi 500.000 đồng. Quý khán giả cho một tràng pháo tay và cổ động